bước vào trận đấu với Olympic Nepal ở lượt trận thứ 2 bảng D ASEAN 18, đội tuyển Olympic Việt Nam nhập cuộc đầy hứng khởi và kiểm soát thế trận ngay từ đầu. Trong khoảng 10 phút đầu tiên, các học trò của huấn luyện viên Park Hang-seo liên tục sử dụng những tình huống treo bóng vào trong vòng cấm của Nepal, nơi có sự xuất hiện của anh Đức. Phút thứ 19, tiền đạo thuộc biên chế BKMX Bình Dương cho điểm rơi chính xác và tung ra cú đánh đầu hiểm hóc. Đáng tiếc bóng lại đi chệch khung gỗ trong gang tấc, dù thủ thành bên phía Nepal đã đứng chôn chân. Tuy nhiên, những khán giả yêu mến Olympic Việt Nam cũng không phải quá tiếc nuối, bởi đến phút thứ 31, sau cú treo bóng của Phan Văn Đức bên cánh trái, anh Đức băng vào đánh đầu cắt mặt cực nhanh, mở tỷ số cho Olympic Việt Nam. Có bàn dẫn trước, Olympic Việt Nam thi đấu càng lúc càng tự tin, nhưng hiệp 1 khép lại mà không có thêm bàn thắng nào được ghi. Bước sang hiệp 2, thế trận vẫn không có gì thay đổi và sau rất nhiều cơ hội bị bỏ lỡ, Phan Văn Đức đã nâng tỷ số lên 2-0 cho Olympic Việt Nam sau một cú dứt điểm hiểm hóc. Lần này là pha đáp lễ của anh Đức với đường kiến tạo hoàn hảo. Với cách biệt khá an toàn, các cầu thủ Olympic Việt Nam chủ động giảm nhịp độ. Vì vậy trong những phút còn lại, thế trận chỉ diễn ra ở tốc độ chậm và 2-0 là kết quả chung cuộc. Chiến thắng này giúp Olympic Việt Nam tạm thời dẫn đầu bảng D, bởi sau hai lượt trận, cả Olympic Việt Nam và Olympic Nhật Bản đều có được 6 điểm, ghi 5 bàn thắng và chưa để lọt lưới. Tuy nhiên, thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo vẫn tạm dẫn đầu nhờ hơn chỉ số fair play khi Olympic Việt Nam chưa phải nhận thẻ, còn Olympic Nhật Bản đã phải nhận một thẻ vàng. Trận đấu quyết định ngôi đầu bảng D giữa Olympic Việt Nam và Olympic Nhật Bản sẽ diễn ra vào lúc 16 giờ ngày 19 tháng 8.